Xin chào các em học lớp 12. Và ngày hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn các em bấm máy tính các bài hình học nha. Với chương không gian, với hệ tọa độ OXYZ. Với câu đầu tiên thì mình chưa bấm đâu. Chị sẽ áp dụng cho đây là câu 1. Cho câu 3, câu 4, câu 5, câu 6 nha. Đó, câu 1. Rồi, chúng ta đọc đề nha. Trong không gian với hệ tọa độ OXYZ cho vector U là 1, 2, 0. Mệnh đề nào sau đây là đúng? Câu A. Vector U bằng 2 vector Y cộng cho vector C. Đây. Câu B, câu C, câu D. Thì ở đây chị sẽ ghi ra đây nha. Vector U á thì sẽ bằng 1, 2, 0 tương ứng với các chữ là Y, C và K. Ở đây chúng ta có 1 Y cộng cho 2 vector C và cộng cho 0 vector K. Đó, 3 vị trí. Đây, 3 vị trí tương ứng với 3 chữ là Y, C và K. Vậy suy ra ở đây chúng ta có vậy là chúng ta có 1 vector Y nè. 1 vector Y. Vậy là loại câu A. Và loại luôn câu C, loại câu A, loại luôn câu C. Vậy là còn B và D. 1 Y cộng cho 2 vector C cộng cho 2 vector Z. Vậy là câu B. Tại vì câu D sai này, 2K ở đây là không có K. Không có K thì mình sẽ không có ghi phía sau. Vậy là vector Y cộng cho 2 vector C. Loại câu D. Rồi chúng ta sẽ khoanh câu B. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu tiếp theo. Câu 2. Đọc đề nha. Trong không gian OXYZ cho vector U sao cho vector U sẽ bằng 2 vector Y cộng cho vector Z cộng cho 2 vector K. Tọa độ của vector U là. Rồi chị đã nói rồi. Ở đây có 3 số thì sẽ tương ứng cho 3 vị trí đó là Y, C và K. Rồi, ở đây chúng ta có 2Y. Ở đây là số 2. 1C. Y số 1. Và tiếp theo là 2K, đúng không? 2K thì chúng ta sẽ ghi ở đây là số 2. Vậy là chúng ta có 2 vector 2, 1 và 2. Đó, các em nhìn là các em có thể đoán được câu nào rồi, đúng không? Đó là câu D. Câu D 2, 1 và 2. Bài này thì khá dễ đúng không nào? Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với chúng ta sẽ làm với một câu phức tạp hơn. Rồi, câu 3. Câu 3 là chúng ta cần phải bấm máy tính nè. Rồi, đọc đề nha. Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ OXYZ cho hai vector. Vector A là 0, 1, 3 và vector B là -2, 3 và 1. Tìm tọa độ của vector X biết x bằng 3 vector A cộng cho 2 vector B. A, B, C, D. Rồi, giờ chúng ta sẽ bấm máy tính. Rồi, các em bấm mở máy tính lên. Rồi, chúng ta sẽ bấm nha. Chị ghi công thức dưới đây trước. Đó là mod 8, 1, 1. Rồi, chúng ta bấm mod 8, 1, 1 chưa? Rồi, bấm rồi thì chúng ta nhập vector A vào nha. Nhập vector A vào. Đó là 0, 1, 3. Rồi, tiếp theo. Bấm Shift
Ship 5. 1 2 1. Rồi, cái game bấm được chưa? Rồi chúng ta sẽ bấm đúng rồi, bấm vector B vào đây. Đó là trừ 2, 3 và 1. Đây. Rồi, bước này chị sẽ hướng dẫn bấm máy tính luôn. Rồi, bấm mod. Mod 8, 1, 1. Rồi, điền vector A vào. Đó là 0, 1, 3. 0, 1, 3 bằng. Tiếp theo là ship 5, 1, 2, 1. Rồi, nhập vector B vào là trừ 2, 3, 1. Trừ 2, 3, 1 bằng. Rồi, chúng ta sẽ bấm on. On nha, on. Rồi, chị ghi dưới đây. Bấm on. Ở đây là 3 vector A cộng cho 2 vector B. Vậy là mình sẽ bấm số 3. Bấm step 5, 3 cộng cho 2. Step 5, 4. Đây. Step 5, 3 có nghĩa là vector A. Còn step 5, 4 là vector B. Vậy là 3 vector A cộng cho 2 vector B. Đúng như cái đề này nè, 3 vector A cộng 2 vector B. Rồi, chúng ta bấm máy tính nha. Chúng ta sẽ bấm on. Ship 5, 3 bao nhiêu ship 5, 3 chị quên này. Đây, 3 ship 5, 3, bấm số 3. 3 ship 5, 3 cộng cho 2 ship 5, 4 bằng trừ 4, 9 và 11. Rồi, trừ 4, 9 và 11. Trừ 4, 9 và 11. Vậy là câu C. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn được câu C. Rồi, các em chép công thức này vào vở để máy tính thường xuyên nha. Nếu mà chúng ta bấm rành rọt cái này rồi, chỗ không cần nhìn vào công thức nữa. Là chỉ cần nếu mà đưa đề là bấm liên tục vào điền và khoanh rất là nhanh. Các em nhớ like video và đăng ký kênh giúp chị nha. Xin chào các em học lớp 12. Và ngày hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn các em bấm máy tính về hình học nha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ bấm máy tính về các bài tập trong không gian với hệ tọa độ OXYZ. Rồi, giờ chúng ta bắt đầu liền với câu đầu tiên luôn nha. Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ OXYZ, cho vector A. Đây, cho vector A nè. 1, 2, 3 và vector B là trừ 2, 3 và trừ 1. Khi đó vector A cộng vector B có tọa độ là. Đó, đây, ABCD. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm máy tính nha. Đây, máy tính của chị đây. Rồi, trước tiên các em sẽ bấm mod 81. Mod 8 1 1 nha. Rồi bấm mod 8 1 1. Mod đây nè. Đây mod, đây mod. Mod mod 8 1 1. Đó, nó sẽ ra cái vector A cho mình. Rồi giờ mình sẽ điền vector A vào. Vector A là trên đây nè. 1, 2, 3. Rồi mình sẽ bấm 1, 2, 3 vào. 1
2. Sao màn hình bên chị không rõ rồi đây nè. Rõ rồi. 1, 2, 3. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bấm tiếp theo. Nãy giờ là mình điền được vector A rồi. Tiếp theo là mình sẽ điền vector B. Vector B là chúng ta sẽ bấm Shift 5 1 2 1. Chị chỉnh cho nó rõ rồi. Rồi chúng ta bấm Shift 5 1 2 1. Shift. Không bấm on nha, không có bấm on nha. Shift nè. 5 1 2 1. Rồi, thì chúng ta sẽ điền vector V vào, vector V ở trên đây. Trong đề là cho là trừ 2, 3 và trừ 1. Trừ 2, 3 và trừ 1. Rồi, chúng ta sẽ điền trừ 2, 3 và trừ 1 vào. Trừ 2, 3, trừ 1, bằng. Rồi, vậy là chúng ta đã điền được vector A và vector B. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bấm Shift 53. Đó, Shift 53 là vector A đó. Cộng cho Shift 54. Đúng không? Cái đề người ta cho nè, vector A cộng vector B thì mình sẽ bấm là Shift 53 cộng cho Shift 54. Đó, nhớ nha, Shift 53 có nghĩa là vector A còn Shift 54 là vector B. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm Shift 53 cộng Shift 54. Shift 53. Chúng ta bấm on đã. Đây, bước này bấm on. Nè, bấm on rồi mới bấm Shift nha. On xong rồi bấm Shift 53 cộng cho Shift 54. Đó, bằng bằng trừ 1. Trừ 1, 5 và 2. Đó, giờ mình sẽ điền coi trong đây. Trừ 1, 5 và 2 là câu nào nè? Câu A. Câu A là trừ 1, 5, 2. Đó, mình sẽ điền câu A vào. Khoanh câu A. Đây. Các em ghi vào vỡ hoặc ghi vào giấy nha. Ghi vào giấy công thức này nè. Có thể áp dụng mọi bài toán luôn. À, đúng rồi, mọi bài toán trong cái tìm tọa độ nha. Đã, bây giờ mình sẽ chuyển sang bài bấm máy tính dạng khác nha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm câu 2. Câu 2, giờ mình đọc đề nha. Câu 2, trong không gian với hệ tọa độ x, y, z cho vector A nè, cho vector A bằng 2, trừ 3, 1 và vector B là trừ 1, 0, 4. Tìm tọa độ của vector U. Vector U sẽ bằng 2 vector A cộng cho 3 vector B. Đây, A, B, C, D. Giờ mình sẽ chọn một trong bốn cái này. Rồi, cũng tương tự mình sẽ bấm máy tính nha. Trước tiên thì mình sẽ bấm mod 8 1 1. Rồi, chúng ta bấm mod 8 1 1 chưa? Mod 8 1 1. Tiếp theo là Shift. Shift 5 1 2 1. Đó, chúng ta sẽ điền vector B vào. Đây. Màn hình bên chị nó bị mờ. À, chúng ta bấm mod. Mod 811. Đây. Mod 811 và điền vector A vào nha. Vector A là 2 trừ 3 1 2 trừ 3 1. Rồi.
Tiếp theo là bấm shift. Shift 5121. Shift. Shift 5121 bằng. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm on. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm on và bấm shift. Ở đây 2 vectơ A cộng cho 3 vectơ B. Vậy là shift 5 3. Ở đây là 2 nè, 2 shift 5 3 cộng cho 3 shift 5 4. Chúng ta đây chị ghi vậy thì chúng ta chưa hình dung được. Thì bây giờ chị sẽ bấm máy tính cho các em coi. Đó là bấm on trước nhà, bấm on. Xong rồi bấm 2. 2. Máy tính nó lại hơi bị mờ đúng không? Số 2 này, 2 shift 5 3 cộng cho